Và phải công nhận con mắt mình tin tưởng thiệt. Cái áo này phải công nhận nó vừa rẻ, nó thật. Mình nói mình mua cái giá này đâu có ai tin đâu ta. Quá đẹp. Ủa sao nay bà tới sớm vậy? Ừ thì nói chung lại vậy, thấy thôi cái thời gian nó không ấy thôi, từ qua chị đi sớm luôn. Sớm cái gì, không khỏe ở nhà đi, mắc gì đi qua đây làm chi. Rồi nói vậy sao được, đi mình sợ chị buồn nên ra mới đi qua đây đi với chị nè. Vậy ha. Ừ. Nè. Ừ. Nhìn gì? Nhìn đi. Thấy chị cũng bình thường đó mà. Bà sao vậy? Để... Bà sao vậy? Bà nhìn thử đi. Nè, áo đẹp. Nè, mới mua nè. Đẹp, đẹp. Thấy cái hoa văn đẹp không? Đẹp. Đâu bà nhìn giùm tôi chỗ này coi. Sao vậy? Cái vai này nó làm sao, nó có cái làm như nó có cái gì nó dướng dướng, nó hơi khó chịu chút, coi giùm tôi đi. Sao vậy? Coi dùm đi, cái bà này sao ngộ ghê vậy đó. Bà sao vậy? Bà Đào. Bà Đào. Trời ơi, bà Đào. Bà Đào ơi, bà sao vậy nè bà Đào? Trời ơi. Chị thả tôi ra giùm cái chị ôm vậy tôi chết thiệt hả chị ơi. À quên ha. Xin lỗi nha. Bà bị sao vậy? Trời ơi, bà đừng có nói với tôi là bà ngã gục tại đây là tôi mất một người bạn đó nha. Bà giờ bà sao? Thấy khỏe chưa? Hả? Đỡ. Đỡ rồi phải không? Sao tự nhiên trong người tôi nó khó thở quá. Chị ngồi đi. Rồi thấy được chưa? Khỏe, tỉnh chưa? Nó khó thở chút xíu thôi. Mà sao khó thở? Nói nghe coi coi. Chẳng qua thương chị, thấy chị đi mình sợ chị buồn. Tôi ráng sức tôi qua thôi, chứ tôi biết con người tôi nó mệt, nó khó chịu lắm. Chị biết sao tôi bị mất ngủ, không có ngủ được á. Nó bần thần mà tay chân nó bủn rủng. Một đêm không phải nói chứ ngủ kiểu gì kỳ lắm chị ơi. Sao? Hỏi chị này, chẳng hạn như giờ buồn ngủ quá, nhắm con mắt lại. Thật sự là trong ruột nó rất buồn ngủ. Mà con mắt mình thì nó cứ cố, nó kỳ vậy đó. Rồi thôi cũng ráng dỗ ngủ, tiểu đâu được chừng 15-20 phút nó giật mình. Giật mình xong thức đâu 2-3 tiếng đồng hồ bắt đầu mới dỗ ngủ lại được. Thì lại giật mình. Trời ơi, ngủ vậy là chết à. Thì bởi vậy mà chưa đâu chị, tôi thấy nó lạ đời cái này nè. Từ khi mà tôi bị cái triệu chứng này là tôi thấy tay chân của tôi nha, mấy cái khớp này nè chị, cái xương khớp đó, nó rã rời vậy đó. Kỳ vậy ta. Đi nhiều khi đứng lên nó muốn sụm mà chị. Nó muốn mỏi là nó mỏi, nó muốn đau là nó đau. Tôi nghĩ là do cái chuyện mà tôi bị mất ngủ kiểu này mà nó ảnh hưởng tới cái thần kinh xương khớp này nọ của tôi không biết nữa. Bà nói nghe cũng lạ lắm. Mất ngủ là cái chuyện mất ngủ thôi, còn cái xương khớp là nó là cái xương khớp thôi, mắc gì mà từ cái ngủ mà nó qua tới cái xương khớp của bà. Nói lộn, có nói lỡ đây. Không, tôi nghĩ điều đó là có thiệt đó. Kiểu này phải đi coi khám bệnh sao chứ, còn cái kiểu này mà mình cứ chủ quan hoài là không có được á. Thôi, bà nghe lời tôi đi, hả? Bà ráng bà kiếm cái gì đó mà người ta bài mình là uống tim sen rồi ăn chè, ăn này ăn kia, cái đồ ngọt này kia cho nó làm cho mình buồn ngủ rồi mình ngủ, chứ có mắc gì đâu. Rồi tự nhiên cái giờ đồ đi khám bác sĩ tốn tiền, bà biết không? Đúng không? Ơi, tất cả ngồi yên, giữ yên hiện trường, muốn gì tôi giải thích cho. Rủ nhau ngồi đó ha, sàn nữa đâu vậy? Trời đất ơi, cái gì ông nội? Ngồi im nha, không được dính dít. Rủ tôi đi tập thể dục rồi hai người ngồi để cãi với nhau là sao hả? Giải thích mau. Thì đi tập thể dục tôi cũng qua nè, nhưng mà tại tôi cảm thấy mệt trong người, tôi khó chịu, tôi bị mất ngủ. Mà tôi nói hoài chị Hương chị không tin. Từ khi mà tôi bị cái triệu chứng này, tôi cảm giác con người của tôi nó khó lắm. Chị biết không, nó tay chân nè, nó rã rời, nó nhức nha, nó đau. Ông nghe bà nói được không? Hả? Mình mất ngủ là cái chuyện mất ngủ của mình thôi. Mất ngủ gì mà ảnh hưởng tới xương khớp, đứng lên là muốn sụm xuống là sao? Trời ơi, nghe nó vô lý lắm. Rồi, nói chung là hai người hỏi làm cho tôi cảm thấy tôi hạnh phúc quá. Trời. Con nghĩ tôi là một người nhân vật rất là quan trọng ha. Con nghĩ là hỏi tôi phải trả lời đúng không? Thú thật luôn, tôi là một người văn chương uyên bác chứ không phải bác sĩ. Vì vậy muốn hỏi cái này á, để tôi hỏi người cao hơn. Bắt thang lên hỏi ông trời, xương khớp đau quá có ngủ được không? Trời ơi, văn chương này, cái kiểu này là đem ra bán là cháy luôn đó ha. Hay quá ha. Trời đất ơi, không biết thì nói đại không biết đi. À giờ muốn tôi đi khám bác sĩ thì nói đại đi, còn bắt thang lên hỏi ông trời rồi nghe. Trời, văn chương vậy muốn nổi óc hết trơn luôn à. Giờ giỡn cho vui thôi chứ cái chuyện này ha, thực sự là phải đi khám bác sĩ. Chỉ có bác sĩ biết chuyện này thôi chứ ai biết được. Tôi uyên bác cỡ nào chứ làm sao bằng bác sĩ, đúng không? Ha, đi ha. Tôi thấy ổng nói đúng đó. Bây giờ á, tôi thấy bà nên đi khám bác sĩ đi. Xin chào quý vị khán giả, một ngày mới lại đến và chúng ta lại có dịp gặp nhau trong chương trình Bác sĩ của bạn cùng với một thế giới về kiến thức y học vô cùng tuyệt vời mà chúng tôi nghĩ là chỉ cần quý vị chúng ta thường xuyên theo dõi nè, mình ghi chép lại, mình lưu lại thông tin thì khi có những cái vấn đề về sức khỏe của mình, của người thân, của bạn bè, những người chúng ta quen biết thì ngay lập tức chúng ta có thể hỗ trợ phần nào và biết cách để chúng ta có thể xử lý vấn đề về sức khỏe của mình tốt nhất quý vị nha. Và ngày hôm nay thì sẽ là câu chuyện về mất ngủ và những vấn đề về xương khớp. Và không biết là hai cái vấn đề về sức khỏe này thì nó liên quan tới nhau như thế nào mà chương trình lại đưa vào chung một chủ đề, thì chúng tôi mời quý vị nào quan tâm xin theo dõi buổi trò chuyện cùng với thạc sĩ bác sĩ Hoàng Đình Hữu Hạnh ạ. Xin chào bác sĩ. Xin chào MC Diễm Lan, xin chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, trước tiên xin nhờ bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết như thế nào thì được định nghĩa là bị mất ngủ ạ. Mất ngủ là một cái hiện tượng người ta sẽ không ngủ đủ giấc, đủ cái thời lượng. Thì mất ngủ người ta sẽ chia làm có 3 nguyên nhân chính. Những nguyên nhân nào khó đi vào giấc ngủ đầu giấc, những nguyên nhân khó mà duy trì giấc ngủ, và những cái nguyên nhân mà khó quay lại giấc ngủ. Một cái giấc ngủ bình thường của người trưởng thành thì từ 6 đến 8 tiếng. Nếu như người đó mất ngủ hoàn toàn trong một đêm, người ta cảm giác như là không ngủ tí gì trong một đêm, hoặc là cái chuyện này nó xảy ra ở nhiều đêm, hoặc là người ta cảm giác người ta chỉ ngủ 1-2 tiếng trong đêm thôi, trong khi sáng ngày hôm sau ta dậy ta rất là mệt mỏi, không có sảng khoái. Thì những cái hiện tượng như vậy, những cái triệu chứng như vậy gọi là mất ngủ. Dạ, thưa bác sĩ, nhiều người than phiền là tôi bị vấn đề về xương khớp nên là tôi bị mất ngủ. Thì lời than phiền này có hợp lý hay không ạ? Thì sẽ có hai cái hướng ảnh hưởng. Hướng ảnh hưởng là, đầu tiên là đau mãn tính. Cái ảnh hưởng đó làm cho người ta có thể trằn trọc cả đêm. Người ta đau và nhức ở có thể là cột sống, có thể là khớp chân, khớp gối, những cái yếu tố dạng thấp. Khi mà thời tiết thay đổi, trời trở trời, chúng ta thấy là cái chuyện này nó xảy ra khi là đang nắng trở trời thành trời mưa, hoặc là trời đang rét như ở ngoài những cái tỉnh ở phía Bắc. Như vậy thì các cơ xương khớp sẽ làm đau và làm cho người bệnh sẽ chất lượng giấc ngủ người bệnh sẽ giảm. Hoặc là những cái bệnh về cột sống, những cái tư thế nằm làm cho cái cột sống không khỏe, và những cái tư thế nằm đó làm cho bệnh nhân sẽ không được thoải mái và làm cho bệnh nhân mất ngủ cả đêm. Và những cái vấn đề về mặt cơ xương khớp cũng có thể gây ra mất ngủ, chúng ta cũng cần chú ý tới. Thưa bác sĩ, như vậy với những cái trường hợp các bệnh nhân bị vấn đề về cơ xương khớp lại còn kéo theo bị mất ngủ nữa, thì xin bác sĩ có thể dành lời khuyên để giúp họ có được một cái giấc ngủ tốt hơn ạ. Thông thường cơ xương khớp sẽ làm cho chúng ta đau nhất và làm chúng ta ảnh hưởng tới giấc ngủ, hoặc là những cái hạn chế trong cái tư thế nằm. Nếu cột sống chúng ta không khỏe, chúng ta nên lựa những cái nệm cứng, độ lún vừa phải để chúng ta sẽ có những cái tư thế thoải mái về sinh lý khi mà cột sống được nghỉ ngơi. Chúng ta cũng nên lựa những cái gối đừng nằm cao quá để tránh những cái khớp cổ, hoặc là những cái tư thế nằm mà làm cho nằm nghiêng, nghiêng trái và nghiêng phải làm cho khớp chúng ta sẽ đau hơn. Khuyên ngủ những cái tư thế chúng ta khá nằm ngửa trên một cái nệm mà cứng vừa phải sẽ làm cho chúng ta dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Thưa bác sĩ, như vậy việc chúng ta đang mắc những bệnh lý về cơ xương khớp, sau đó lại tiếp tục đau nhức mà mất ngủ, thì cái việc mất ngủ đó nó có khiến cho bệnh cơ xương khớp tăng nặng lên hay không ạ? 80% các biến chứng, 80% các ảnh hưởng của cơ xương khớp lên mất ngủ là ảnh hưởng đau và hạn chế vận động. Chúng ta sẽ có một cái vòng lẫn quẩn của cái chuyện mà viêm khớp và mất ngủ, rồi mất ngủ tăng những cái yếu tố tác động lên làm càng nặng hơn viêm khớp nữa, và chúng ta sẽ bị cái vòng lẫn quẩn đó làm cho chúng ta mất ngủ thật nhiều và cái bệnh khớp của chúng ta nó sẽ nặng. Dạ, như vậy thì cái vấn đề ở đây là chúng ta cần làm sao để cố gắng vừa có thể ổn định vấn đề bệnh lý cơ xương khớp, vừa phải có một cái giấc ngủ tốt nữa. Dạ, xin nhờ bác sĩ có những cái lời khuyên cho bệnh nhân ạ. Chúng ta nên có một cái chẩn đoán xác định cái tình trạng viêm khớp, cái tình trạng mà cơ xương khớp như thế nào. Chúng ta nên tiếp cận, cái hướng tiếp cận chúng ta là những cái tiếp cận không dùng thuốc và làm giảm đau. Chúng ta có thể massage, làm giãn cơ, những cái bài tập ví dụ như khớp vai hay là khớp gối có những cái bài giãn cơ giảm đau cho khớp gối. Ngoài ra chúng ta có thể dùng những cái phương pháp như là phương pháp giải nhiệt, chúng ta có thể là chườm nóng trước khi đi ngủ khoảng từ 15 tới 20 phút, làm cho dễ chịu những cái cơ hoặc là những cái khớp đang bị đau, giúp cho chúng ta dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Khi chúng ta có những cái vấn đề về cơ xương khớp, nhất là vấn đề về cột sống, chúng ta cũng không nên nằm ngủ trên một cái mặt phẳng quá cứng, như một cái mặt phẳng gỗ. Chúng ta lựa những cái nệm mà có độ cong đúng với cái độ cong sinh lý sẽ giúp cho chúng ta nghỉ ngơi và cột sống cũng được nghỉ ngơi, bảo vệ cái cột sống trong suốt đêm. Chúng ta cũng nên để ý cái việc thu xếp giấc ngủ, những cái ánh sáng, cái không gian trong phòng đủ rộng rãi để chúng ta có thể là nằm, cái giường cũng đủ cái không gian để chúng ta có thể xoay trở tốt hơn, hoặc là những cái điều kiện về mặt nhiệt độ, ánh sáng để tạo cho giấc ngủ dễ dàng hơn và chúng ta sẽ có một cái giấc ngủ chất lượng hơn. Thưa quý vị, và chúng tôi biết là với những quý vị nào mà chúng ta bị bệnh lý về cơ xương khớp thì chúng ta sẽ phải đối diện với những cái sự khó khăn do đau nhức không phải chỉ là ban ngày mà còn cả ban đêm, nên quý vị sẽ rất khó để đi vào giấc ngủ. Và hy vọng là với những chia sẻ từ bác sĩ ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị phần nào cải thiện giấc ngủ của chúng ta tốt hơn, ngủ ngon hơn thì năng lượng cũng nhiều hơn để chúng ta có thể là kiên trì theo phác đồ điều trị của bác sĩ và vượt qua được căn bệnh về cơ xương khớp quý vị nhé. Xin được cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình ạ. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào sáng ngày mai. Xin chào!